Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Hôm nay thứ năm ngày 12 tháng 9 năm 2024. Bản tin hôm nay gồm có những nội dung đáng chú ý sau đây. Sáng nay, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh phối hợp với Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tổ chức hội thảo điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế 5 căn đến năm 2040. Quỹ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Hồ Trung Diệt dự và phát biểu tại hội thảo. Khu kinh tế 5 căn có tổng diện tích hơn 10.800 ha. Theo quy hoạch, đến năm 2030, khu kinh tế cần hoàn thành nối kết hạ tầng giao thông, ưu tiên đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng tuyến cao tốc và hai tuyến đường tỉnh lộ để kết nối thông suốt, hình thành trung tâm dịch vụ hậu cần về thủy sản quy mô quốc tế và phát triển nông nghiệp, thủy sản ứng dụng công nghệ cao. Đến năm 2040, phấn đấu hoàn thành phát triển và kết nối cảng 5 căn và cảng tổng hợp Hòn Khoai. Phát biểu tại hội thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Hồ Trung Diệt nhận định khu kinh tế 5 căn, một trong 18 khu kinh tế ven biển của cả nước và có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế biển, giữ vững quốc phòng an ninh. Tuy nhiên, cho đến nay, khu kinh tế vẫn chưa phát huy hết tiềm năng lợi thế, một số nội dung quy hoạch cần phải điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế. Đồng chí mong muốn hội thảo lần này sẽ tổng hợp những ý kiến của các nhà khoa học, các chuyên gia, qua đó điều chỉnh lại quy hoạch, định hướng phát triển khu kinh tế 5 căn đến năm 2040. Tại hội thảo, nhiều ý kiến của các đại biểu đưa ra định hướng chiến lược thu hút đầu tư với việc thúc đẩy xây dựng các dự án đạt chuẩn công nghệ cao, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phát triển xanh và tuần hoàn. Mặt khác, xây dựng hệ sinh thái doanh nghiệp tạo chuỗi giá trị với việc hợp tác liên kết phát triển ngành công nghiệp phụ trợ như sản xuất thức ăn, vật tư nông nghiệp và công nghệ chế biến. Bên cạnh đó, tăng cường nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao khoa học công nghệ song song với hỗ trợ tối đa các doanh nghiệp về mặt thủ tục pháp lý và tài chính. Tiếp tục chương trình khảo sát về tình hình triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Sáng nay, đoàn công tác Hội đồng Nhân dân tỉnh có buổi làm việc với Bệnh viện Đa khoa thành phố Cà Mau và Trung tâm Giải quyết Thủ tục Hành chính tỉnh. Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cà Mau đang sử dụng nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử, hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa và bệnh án điện tử, liên thông kết quả khám sức khỏe theo đề án 06 của Bộ Y tế, thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt, phục vụ người dân trong công tác khám chữa bệnh. Tại Trung tâm Giải quyết Thủ tục Hành chính tỉnh, cùng với việc đẩy mạnh cung cấp thông tin của 6 nhóm dịch vụ công cơ bản thiết yếu, Trung tâm đã tham mưu tích hợp và kết nối với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, hệ thống thuế điện tử, cơ sở dữ liệu đất đai và các hệ thống cơ sở dữ liệu khác. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Trung tâm tiếp nhận hơn 92.100 hồ sơ và đã giải quyết trên 87.500 hồ sơ, đã thực hiện tiếp nhận 2.172 hồ sơ liên thông 3 cấp. Toàn tỉnh có 862 thủ tục hành chính được kết nối thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt trên 95%. Toàn tỉnh có 13 đơn vị triển khai thực hiện quy trình 4 tại chỗ với 137 thủ tục hành chính. Kết quả đã giải quyết gần 4.400 hồ sơ. Từ đầu năm đến nay, tỷ lệ hồ sơ được giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đạt hơn 80%. Sau thành phố Đà Nẵng, Cà Mau được Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá là địa phương đã triển khai rất tốt dịch vụ công trực tuyến toàn tỉnh. Đoàn công tác Hội đồng Nhân dân tỉnh sáng nay cũng đến khảo sát tình hình triển khai thực hiện chuyển đổi số tại hai bệnh viện Sản Nhi Cà Mau và Đa khoa tỉnh Cà Mau. Xác định chuyển đổi số là bước đột phá trong quản lý y tế, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Cà Mau đã triển khai thanh toán phí không dùng tiền mặt qua 4 hình thức, trung bình hàng tháng thu 1,3 tỷ đồng. Bệnh viện cũng đã ứng dụng phần mềm quản lý trong quản lý bệnh viện như phần mềm quản lý y tế, quản lý thông tin với thẻ căn cước gắn chip và triển khai hệ thống bệnh án điện tử. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau đang triển khai thí điểm bệnh án điện tử tất cả các khoa. 8 tháng qua, bệnh viện có hơn 124.900 lượt thanh toán với tổng số tiền thu được hơn 3,9 tỷ đồng, đạt 1,9% trong tổng thu của đơn vị. Chữ ký số triển khai ký hồ sơ bệnh án điện tử tất cả các mẫu phiếu trên hồ sơ bệnh án. Sau khi nhận được thông báo số 403 ngày 31 tháng 8 năm 2024 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại hội nghị chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, hôm qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo các sở ngành địa phương đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung có liên quan tại thông báo trên. Theo đó, sẽ gắn trách nhiệm người đứng đầu
với việc thực hiện chịu trách nhiệm trước tỉnh ủy, ủy ban nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU tại đơn vị, và nếu tiếp tục để xảy ra các sai phạm, không hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẩn trương rà soát toàn bộ các vụ việc vi phạm khai thác IUU từ sau đợt thanh tra của EC lần thứ tư đến nay, tập trung xử lý các vụ việc ngắt, gửi, vận chuyển thiết bị VMS vượt ranh giới trên biển, môi giới, móc nối, vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài, tiếp tục điều tra xác minh kiên quyết xử phạt dứt điểm 100% các trường hợp vi phạm. Đến thời điểm này, huyện U Minh đã tiếp nhận 382 bộ dụng cụ kích điện của các hộ dân tự nguyện giao nộp. Ngành chức năng cũng tổ chức ký cam kết gần 8.620 trường hợp đối với các tổ chức cá nhân hoạt động khai thác thủy sản. Bên cạnh đó, đã phát hiện và xử lý 29 vụ, xử phạt hành chính 110 triệu đồng, tịch thu và tiêu hủy 30 bộ công cụ kích điện. Thời gian tới, huyện U Minh sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động, kết hợp tuần tra, kiên quyết bắt giữ xử lý đối với những hành vi vi phạm các quy định trong đánh bắt thủy hải sản, hướng tới chấm dứt tình trạng dùng các công cụ, phương thức đánh bắt trái quy định của pháp luật trên địa bàn. Huyện Cái Nước có diện tích trồng bồn bồn nhiều nhất tỉnh Cà Mau. Thời điểm này, nông dân trên địa bàn huyện đang bước vào cao điểm của vụ thu hoạch. Theo đó, mỗi ngày trung bình một hộ gia đình sẽ thu hoạch từ 10 đến 20 kg bồn bồn tươi, bán cho người tiêu dùng với mức giá từ 30 đến 35 ngàn đồng một ký. Một số hộ duy trì diện tích trồng bồn bồn từ 1 hectare trở lên sẽ có thu nhập hơn 1 triệu đồng mỗi ngày. Ngoài trồng bồn bồn, nông dân còn kết hợp nuôi cá đồng giúp tăng thu nhập, nâng cao đời sống gia đình. Bồn bồn Cái Nước là sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của nông dân các xã Tân Hưng Đông, Hòa Mỹ, Hưng Mỹ và Phú Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, đã được Cục Sở hữu trí tuệ chứng nhận nhãn hiệu tập thể. Thưa quý vị và các bạn, thị trường hàng hóa phục vụ Tết Trung Thu trên địa bàn tỉnh đang hết sức dồi dào, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Nhưng việc đảm bảo an toàn thực phẩm là vấn đề không thể xem nhẹ. Mỗi dịp Tết Trung Thu, cơ sở sản xuất bánh Mã Thanh Thành, phường 4, thành phố Cà Mau sản xuất cung ứng ra thị trường hàng trăm ngàn bánh Trung Thu cùng các loại bánh ngọt khác. Mặc dù năm nay giá nguyên liệu đầu vào tăng, nhưng cơ sở vẫn giữ giá bình ổn như các năm trước. Để giữ được uy tín thương hiệu với khách hàng, ngay từ cuối tháng 7 âm lịch, cơ sở đã chuẩn bị các nguyên liệu cần thiết cho việc sản xuất phục vụ thị trường tiêu dùng mùa Trung Thu. Ngoài yếu tố về số lượng, cơ sở rất chú trọng đến yếu tố chất lượng, nhất là vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm. Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm thì phải nâng cao ý thức của người lao động để làm bánh. Còn thị hiếu của cái bánh thì mình ra thị trường đó, mình tìm hiểu cái thị hiếu người dùng, và sau đó mình sẽ quay về để mình điều chỉnh lại cái bánh và mẫu mã để phù hợp với người tiêu dùng hơn. Mình phải chọn cái nguồn vào, cái nguyên liệu đầu vào cho nó sạch sẽ, những cái cơ sở hoặc là những công ty nó uy tín mình mới nhập, có hóa đơn chứng từ mình mới nhập. Còn nhân công á, thì phải cho đi tập huấn, phải hiểu về vệ sinh an toàn thực phẩm. Thì trong quá trình sản xuất thì mình phải vệ sinh chùi rửa máy móc, nó lau chùi cho sạch sẽ để cho ra cái thành phẩm á, nó đáp ứng được cái vệ sinh an toàn thực phẩm. Cả trong cái khâu đóng gói nè, bảo quản, vận chuyển. Với kế hoạch sản xuất khoảng 45 tấn bánh phục vụ Tết Trung Thu năm nay, cơ sở sản xuất bánh in bánh vía Kim Thành, phường 4, thành phố Cà Mau đã chủ động nguồn nguyên liệu sản xuất từ những nơi có thương hiệu uy tín, nguồn gốc rõ ràng. Cùng với đó, nhân viên làm bánh đã được tập huấn kỹ về an toàn vệ sinh thực phẩm và trang thiết bị đã được chú ý vệ sinh hàng ngày. Vấn đề chất lượng thì do người tiêu dùng, người ta là nhiều năm người ta chọn lựa. Người ta sử dụng sản phẩm của mình nhiều năm người ta cũng hiểu. Và nói chung cơ sở em thì giống như cơ sở khác, ai cũng phải chú trọng đến chất lượng hết. Bởi vì để cạnh tranh với nhau, để thu hút người tiêu dùng thì vừa mẫu mã mà vừa bánh làm thì phải ngon để mà thu hút cái người tiêu dùng mua sản phẩm của mình. Trước hết là mình nguyên liệu thì mình nhập về lò là phải có những nguyên liệu, những cơ sở phải có uy tín và phải đảm bảo chất lượng là của nhà nước cấp phép. Mình làm bánh thì mình trang thiết bị mình phải vệ sinh hàng ngày.
Để đảm bảo an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng, từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 21 tháng 9 năm 2024, Đoàn Kiểm tra Liên ngành về Vệ sinh An toàn Thực phẩm của tỉnh đã mở đợt cao điểm kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm dịp Tết Trung Thu tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra cho thấy, so với những năm trước, các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm đã có ý thức trách nhiệm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm. Ngoài kiểm tra, các địa phương, cơ quan chức năng còn tăng cường công tác truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức của cộng đồng về vệ sinh an toàn thực phẩm, hướng dẫn người tiêu dùng lựa chọn các loại bánh kẹo an toàn hợp vệ sinh, không mua tiêu dùng những sản phẩm bán online 3.0, không nguồn gốc, không hóa đơn chứng từ, không hạn sử dụng, trôi nổi trên thị trường hiện nay. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về vận động ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra, tỉnh Cà Mau ủng hộ 6,7 tỷ đồng hỗ trợ cho một số địa phương chịu nhiều thiệt hại. Theo đó, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân tỉnh Cà Mau gửi ủng hộ chuyển về tài khoản Ban Cứu trợ Trung ương Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 1 tỷ đồng, thành phố Hải Phòng và các tỉnh Quảng Ninh, Yên Bái, Lào Cai, Thái Nguyên, Cao Bằng 700 triệu đồng mỗi tỉnh, thành phố, các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang và Phú Thọ là 500 triệu đồng mỗi tỉnh. Ngoài ra, tỉnh Cà Mau cũng sẽ tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra vào sáng ngày 13 tháng 9 năm 2024. Vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ủng hộ trên tinh thần tự nguyện, mức đóng góp thấp nhất 100.000 đồng mỗi người. Tối hôm qua, từ Bưu điện tỉnh Cà Mau, chuyến xe hỗ trợ vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ các địa phương bị thiệt hại do bão số 3 đã lăn bánh, với mong muốn có thể hỗ trợ đồng bào một cách nhanh chóng và kịp thời nhất. Đăng tải thông tin vận động trên Facebook cá nhân vào tối ngày 10 tháng 9. Chỉ trong một ngày, hàng tấn hàng hóa đã được gửi đến chị Lê Kiều Phương, phường 9, thành phố Cà Mau. Cùng một số bạn bè hỗ trợ, phân loại, ghi thông tin cẩn thận, những món hàng cứu trợ cần thiết đã được đóng gói, gửi đến đồng bào miền Bắc. Thông tin về chuyến xe nghĩa tình miễn phí đến 13 tỉnh thành phía Bắc được Bưu điện tỉnh triển khai như một phép màu với nhóm. 20 giờ hôm qua, chuyến xe đầu tiên đã lăn bánh, hàng viện trợ sẽ đến điểm cầu tỉnh Tuyên Quang, mang theo tấm lòng của những người Cà Mau, động viên bà con cùng cố gắng vượt qua mùa mưa lũ. Không chờ cái chuyến hàng đầu tiên này nó đến kịp thời với bà con và bà con nhận. Mình sợ nghe có những cái món, những cái áo ấm mà còn tát, còn nguyên vậy á, mình trong lòng mình thật sự rất là cảm xúc luôn á. Mình nghĩ là ra ngoài miền Bắc, tại vì miền Bắc sắp tới sẽ chuyển thu sang đông và đồ tất cả quần áo đã mất hết, mất trắng trong lũ rồi, thì những cái quần áo này vận động được mang đến kịp thời là giữ ấm cho các em và cho bà con miền Bắc. Đó là tấm lòng của người miền Nam từ Cà Mau gửi cho miền Bắc, và mong là bà con miền Bắc cố gắng phấn đấu lên để sau khi lũ là mình thiết lập cuộc sống mới. Với sứ mệnh doanh nghiệp bưu chính quốc gia vì cộng đồng, từ hôm qua 11 tháng 9, các tổ chức cá nhân có thể đến bưu cục của Bưu điện Việt Nam trên toàn quốc để gửi hàng cứu trợ tới 13 tỉnh thành phố, bao gồm Hải Phòng, Quảng Ninh, Yên Bái, Bắc Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Cạn, Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang. Từ Cà Mau, những nghĩa cử đẹp đang được nhiều tổ chức cá nhân chung tay thực hiện hướng về miền Bắc. Mỗi sự đóng góp dù nhỏ bé nhưng thời điểm này đều rất trân quý, nhằm kịp thời hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ vượt qua khó khăn, mất mát, nhanh chóng ổn định cuộc sống. Tổ chức công đoàn sẽ hỗ trợ mức từ 1 đến 10 triệu đồng cho đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng do bão số 3 gây ra, góp phần khắc phục hậu quả, ổn định đời sống. Việc hỗ trợ được thực hiện với tinh thần cao nhất, nhanh nhất, kịp thời nhất. Theo đó, các đơn vị chủ động có văn bản đề nghị Quỹ Tấm Lòng Vàng hỗ trợ đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 cho đối tượng đoàn viên người lao động bị thiệt hại do ảnh hưởng của bão 10 triệu đồng mỗi người chết. Từ 1 đến 5 triệu đồng mỗi người đối với đoàn viên người lao động bị thương nặng phải nằm viện điều trị. Những địa phương ngành bị ảnh hưởng trực tiếp bởi bão số 3, căn cứ mức độ thiệt hại về tài sản, kịp thời hỗ trợ đoàn viên người lao động từ 1 đến 3 triệu đồng. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn khẩn trương triển khai thực hiện.
Nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.